Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Ảnh đời thường của Park Thiên tại Mỹ, cậu bé Việt sống sướng cỡ nào? Ở tuổi 17, Park Thiên dường như không còn nhớ nhiều về quá khứ cơ cực mà có cuộc sống thoải mái, sung sướng khi làm con nuôi Angelina Jolie. Là con nuôi của minh tinh đỉnh đám Angelina Jolie và chồng cũ Brad Pitt, Park Thiên cực kỳ nổi tiếng tại Hollywood. Chàng trai gốc Việt này được các tay săn ảnh săn đón không thua kém những ngôi sao nổi tiếng của xứ sở cửa hoa. Park Thiên có tên khai sinh là Phạm Quang Sáng, vốn là một cậu bé Việt bị mẹ bỏ rơi từ khi mới lọt lòng. Năm 2007, cậu được Angelina Jolie nhận tại trại mồ côi, tại đưa về Mỹ nuôi dưỡng. Từ một cậu bé bị bỏ rơi, Park bước vào thế giới Hollywood đầy hoa lệ. Cũng như những người con cưng khác của Angelina Jolie, Park Thiên từ nhỏ đã được tận hưởng cuộc sống đầy nhung lụa. Nhờ được sống trong môi trường ưu việt, Park Thiên ngày càng trưởng thành, bản lĩnh. Nếu như trước kia Park thường sợ hãi, né tránh hoặc có những phản ứng gay gắt mỗi khi thấy ống kính xa nảnh hướng về phía mình, thì giờ cậu có thể đối diện một cách đầy tự tin và thoải mái. Gần đây, Park Thiên thường xuyên pháp tùng mẹ nuôi ra ngoài. Những hình ảnh đời thường cho thấy chàng trai gốc Việt đang có cuộc sống thoải mái và sung sướng tại Mỹ. Cậu vui vẻ thưởng thức đồ ăn nhanh, dắt chó đi dạo và không hề e ngại bị làm phiền. Không thể phủ nhận, cuộc đời của Park Thiên đã thay đổi 180 độ kể từ khi trở thành con nuôi của Angelina Jolie. Ở tuổi 17, Park Thiên ngày càng mạnh mẽ, rắn rỏi. Cậu từng gây bão truyền thông khi lái chiếc xe ô tô có giá tiền tỷ ra đường. Chàng trai gốc Việt xuất hiện chững chạc, cá tính với làn da rám nắng, vẻ ngoài khỏe khắn cùng phong cách khá bụi bặm. Một lần khác, Park Thiên tự tin chở mẹ Angelina Jolie trên chiếc xe Audi đắt đỏ. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.